Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hành động cực kỳ phũ phàng của Barcelona ngay khi Messi ra đi. Câu lạc bộ Barcelona đã xóa mọi hình ảnh của Messi ở sân Nou Camp từ trước khi thỏa thuận chính thức của cầu thủ với PSG được công bố. Messi là biểu tượng của Barcelona trong hơn một thập kỷ qua. Vì thế, đội bóng xứ Catalan đã sử dụng nhiều hình ảnh của siêu sao người Argentina để trang trí ở sân vận động Nou Camp cũng như trung tâm huấn luyện của đội bóng. Thế nhưng, có một thực tế phũ phàng rằng ngay trong chiều nay, khi Messi vẫn chưa đạt thỏa thuận với câu lạc bộ PSG, Barcelona đã xóa bỏ hình ảnh của cầu thủ này ở bên ngoài sân vận động Nou Camp cũng như trung tâm huấn luyện của đội bóng. Cảnh tượng trên khiến cho những người hâm mộ Barcelona vô cùng đau lòng. Trong nhiều năm qua, họ đã quá quen với hình ảnh El Pulga xuất hiện ở khắp nơi tại thành phố Barcelona. Cách đây 2 ngày, Messi vừa tổ chức buổi họp báo thông báo chia tay Barcelona, trong đó, cầu thủ này đã khóc vì quá xúc động khi nói lời giã từ. Trong đó, El Pulga nhấn mạnh rằng anh không hề muốn rời khỏi Barcelona theo cách này. Ngoài ra, siêu sao số 10 cũng nói lời tri ân với câu lạc bộ xứ Catalan vì đã bao bọc mình trong suốt 21 năm qua. Bên cạnh Messi, hình ảnh của De Jong cũng bị xóa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Barcelona sẽ sử dụng hình ảnh của tiền vệ người Hà Lan làm trung tâm của bức ảnh mới. Trong chiều nay, câu lạc bộ PSG đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân với Messi. Trong đó, tiền đạo này sẽ thi đấu cho đội bóng thành Paris theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, mức lương thưởng của El Pulga ở câu lạc bộ mới vào khoảng 35 triệu euro năm sau thuế. Ở thời điểm này, Messi đã lên máy bay để sang Paris ký hợp đồng. Trong ngày hôm nay, siêu sao người Argentina sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với PSG. Vào ngày mai, Messi sẽ ra mắt và tổ chức buổi họp báo ở sân công viên các Hoàng tử. Nếu mọi việc suôn sẻ, không loại trừ khả năng El Pulga sẽ đá trận ra mắt PSG vào cuối tuần này.